Dược liệu chứa carbon hydrate. Sau khi học xong bài, các em cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Giải thích được định nghĩa về carbon hydrate, tinh bột, cellulose và các dẫn chất gồm chất nhầy và pectin để xác định đúng dược liệu. 2. Nêu được một số phương pháp để nhận biết và đánh giá dược liệu chứa các thành phần trên. 3. Nhận biết được các dược liệu chứa tinh bột đã được đưa vào giáo trình, cát căn, sen, ý dĩ. 4. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, kỹ năng phân tích tình huống, tổng hợp kiến thức, thảo luận nhóm. 1. Đại cương về carbon hydrate. Carbon hydrate là những thành phần rất quan trọng của thực vật. Nó là nơi tích trữ năng lượng từ ánh sáng mặt trời qua quá trình quang hợp, là nguồn nuôi sống loài người và loài vật. Khi nghiên cứu các đường đơn giản, người ta thấy cấu tạo của đường tương ứng với công thức CnH2ON, nên gọi là carbon hydrate. C6H12O6 tương ứng là C6H2O6. Về sau khi nghiên cứu kỹ, người ta thấy có một số loại đường không thể viết được công thức chung CnH2ON, ví dụ metin pentose, CH3CHOH4COH, hoặc có một số chất tuy không phải là carbon hydrate mà lại viết theo công thức trên. Ví dụ, axit lactic, CH3CHOHCOOH có thể viết thành C3H2O3. Do vậy, Hội nghị Danh pháp quốc tế có đề nghị gọi glucid, tuy vậy từ có thể định nghĩa carbon hydrate hay glucid là những nhóm hợp chất hữu cơ, gồm những monosaccharide, những dẫn chất là những sản phẩm ngưng tụ của chúng. Monosaccharide là những chất polyhydroxyaldehyde và polyhydroxetone có thể tồn tại dưới dạng mạch hở và dạng mạch vòng bán, acetan. Những sản phẩm ngưng tụ tức là oligosaccharide. Carbon hydrate có thể chia thành 3 nhóm là monosaccharide, oligosaccharide và polysaccharide. Hiện nay ta chỉ đề cập polysaccharide. 2. Tinh bột. Tinh bột là sản phẩm quang hợp của cây xanh ở trong tế bào thực vật. Hạt lạp không màu là nơi tạo ra tinh bột, các glucid hòa tan kéo đến hạt lạp không màu và được để dành dưới dạng tinh bột. Tinh bột được giữ lại trong các bộ phận của cây, củ, rễ, hạt, thân, với hàm lượng từ 2 đến 70%. Tinh bột ở dạng hạt, kích thước và hình dáng khác nhau, không tan trong nước lạnh, đun với nước thì tinh bột dần dần bị hồ hóa và độ nhớt của dụng dịch tăng lên. Trong quá trình hoạt động của cây, tinh bột, dưới tác dụng của enzyme có sẵn trong cây bị cắt nhỏ thành đường đơn giản hòa tan được trong nước và được chuyển các bộ phận khác nhau của cây. Cấu trúc hóa học của tinh bột. Tinh bột được cấu trúc bởi hai loại, polysaccharide được gọi là amylose và amylopectin. Sự thủy phân của tinh bột. Khi thủy phân tinh bột bằng axit thì sản phẩm cuối cùng là glucose. Sự thủy phân qua các chặng, dextrose, erythrodextrose, maltose, glucose, amylopectin khó bị thủy phân hơn amylose. Ngoài sự thủy phân tinh bột bằng axit trong thực vật, tinh bột còn bị thủy phân bằng các enzyme cắt nhỏ tinh bột bằng các đường đơn giản ở dạng hòa tan và được chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây. Chế tinh bột. Chúng ta cần phân biệt bột với tinh bột. Bột mì, bột gạo khác hẳn với tinh bột mì, tinh bột gạo. Muốn có bột mì ta chỉ cần nghiền hạt lúa mì sau khi đã loại vỏ, nhưng muốn có tinh bột mì ta phải qua chế biến. Thành phần của bột mì ngoài glucid còn có protein, lipid, muối khoáng, vitamin. Còn tinh bột, bột thành phần chủ yếu là glucid. Nguyên tắc chung để điều chế tinh bột gồm các giai đoạn. Làm nhỏ nguyên liệu để giải phóng tinh bột ra khỏi tế bào. Nhào với nước lọc, dây và lấy phần dưới dây. Cho lên men, rửa nước rồi phơi khô. Chế tinh bột gạo, ngâm gạo hay tấm với nước vôi trong 7 ngày. Vớt gạo ra cho ráo nước rồi đem xay. Trong lúc xay có thêm nước, nước bột xay đem lọc 2 lần, lần đầu qua dây thưa, lần sau cho qua dây mắt mau hơn. Tinh bột qua dây còn lẫn một ít protein. Cần ngâm thêm nước vôi rồi sau đó rửa bằng nước lắng gạn, gạn lấy tinh bột rồi phơi khô. Công dụng. Tinh bột là thành phần chính trong lương thực. Nguyên liệu có nhiều tinh bột là các hạt ngũ cốc, các loại củ, đôi khi có trong thân cây như cây báng. Hiện nay, nguồn để chế tinh bột dùng trong nước và xuất khẩu là tinh bột sắn là chủ yếu. Trong ngành dược, tinh bột được dùng làm tá dược viên nén. Để cho dễ tiêu hóa, người ta có thể chế từ loại tinh bột đã được rang lên tinh bột đã thủy phân một phần. Tinh bột còn là nguyên liệu sản xuất glucose, ethylic, monosodium, glutamate, bánh. Những dược liệu cụ thể. Cát căn, mạch nha, ý dĩ, sen.
Cát cắn là dược liệu được chế từ củ sắn dây, họ đậu. Đặc điểm thực vật là loài dây leo dài có khi đến 10 mét, lá két gồm 3 lá chét, cuống lá chét ở giữa dài, cuống lá chét hai bên ngắn, lá chét có thể phân thành 2 đến 3 thùy. Về mùa hạ trổ hoa màu xanh, hoa hình cánh bướm mọc thành chùm ở kẽ lá, quả loại đậu có nhiều lông, củ dài to, nặng có khi đến 20 kg. Muốn trồng người ta đào hố sâu 50 cm, đổ rác và mùn lấp đất xốp lên, đến tháng 1 đến 2 dâm cành vào hố. Có nhiều vùng chuyên trồng để tinh chế tinh bột, như các tỉnh Tây Ninh mỗi năm sản xuất khoảng 20 tấn tinh bột. Bộ phận dùng, rễ củ. Thành phần hóa học, tinh bột chứa 12-15%. Ngoài ra còn có flavonoid thuộc nhóm isoflavonoid. Hoa của một số loài pue, Zaria có isosolizol-N7O-glucosid. Tác dụng và công dụng, pue gelatin hoạt chất của cát căn được hấp thu hoàn toàn qua ruột. Khi theo dõi trên người tình nguyện, bằng đường uống. Sau khi hấp thu pue gelatin liên kết với albumin của huyết tương, được phân bố chủ yếu trong gan và thận. Được thải trừ sau khi chuyển hóa trong gan chỉ 10% liều hấp thu, thải trừ qua nước tiểu ở dạng không bị biến đổi. Zeaxanthin là hoạt chất, giống estrogen. Mạch nha. Mạch nha là hạt nảy mầm phơi khô của cây đại mạch, họ lúa. Đặc điểm thực vật, đại mạch là cây ngũ cốc trồng hàng năm. Mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 100 triệu tấn. Muốn chế biến thành dược liệu người ta cho hạt nảy mầm. Khi một số mầm bắt đầu xanh thì đem phơi nắng cho khô. Thứ chưa nảy mầm thì không dùng. Thành phần hóa học. Chủ yếu là tinh bột, ngoài ra còn có protein, lipid, vitamin, chất khoáng. Trong đại mạch khi nảy mầm thì giàu các enzyme, tinh bột chuyển thành dextrin và maltose, saccharo thì chuyển thành đường nghịch đảo. Tác dụng và công dụng, do có enzyme nên mạch nha có tác dụng giúp tiêu hóa, dùng để chữa các trường hợp ăn uống kém tiêu, thuốc lợi sữa, trẻ em đau bụng đi ngoài, lị viêm ruột. Hóc đê nim có tác dụng giống như dao cảm nhẹ, hơi tăng huyết áp, cường tim, ít độc có tác dụng ức chế sự co bóp ruột, được dùng chữa đi ngoài liều 0,25 đến 1g. Ý dĩ. Dược liệu là hạt của cây ý dĩ còn gọi là bo bo, họ lúa. Đặc điểm thực vật và phân bố là cây thảo sống hàng năm, cao chừng 1 đến 1,5 mét, thân nhẵn bóng có vạch dọc, thân có phân nhánh, các mấu phía dưới có thể có rễ phụ, cây mọc thành bụi, lá hình mắc dài 10 đến 40 cm, rộng 1,5 đến 3 cm, gân dọc nổi rõ, gân giữa to. Hoa đơn tính cùng gốc mọc ở kẽ lá thành bông, hoa được mọc phía trên, hoa cái phía dưới, hoa được có ba nhị, quả có màng cứng bao bọc, cây mọc hoang ở nơi ẩm mát, trống như Nghệ An, sông Bé và vùng Tây Nguyên. Một. Thành phần hóa học của ý dĩ gồm tinh bột, trong rễ và lá có chất chống viêm đó là benzosazolong do có tác dụng ức chế giải phóng hy. Công dụng. Trong y học cổ truyền, ý dĩ dùng làm thuốc giúp tiêu hóa, chữa tiêu chảy cho chức vận tiêu hóa kém, viêm ruột, lị, làm thuốc thông tiểu trong trường hợp phù, tiểu tiện ít. Ngoài ra còn chống viêm khớp, làm thuốc bồi dưỡng cơ thể, bổ phổi. Ngày dùng 10 đến 30 gram dạng thuốc sắc, hoàn tán với các vị thuốc khác. Đặc điểm thực vật và phân bố của cây sen. Cây được trồng ở vùng ao, đầm có nhiều ở đồng bằng. Thân rễ hình trụ mọc trong bùn, gọi là ngó sen dùng làm thực phẩm, lá mọc lên khỏi mặt nước, cuống lá dài có gai nhỏ, phiến lá hình đĩa to, đường kính 40-70 cm, có gân tỏa tròn. Hoa to, gồm nhiều cách hoa trắng, đỏ hồng, đều lưỡng tính, nhiều nhị, bao phấn hai ô mở ra bởi kẽ dọc, trung đới dài ra mọc thành phần trụ màu trắng gọi là hạt gạo, phần này có hương thơm dùng để ướp chè. Lá noãn nhiều và rời nhau, đựng trong một đế hoa loe hình nón ngược, vòi ngắn, núm nhụy chỉ nhô lên khỏi đế hoa. Mỗi lá noãn sinh ra một quả, trong đựng một hạt, hạt không có nội nhũ, hai lá mầm nạc dày bao bọc bởi một màng mỏng, chồi mầm mâm sen mang bốn lá, lá non gập vào trong có diệp lục. Bộ phận dùng và chế biến. Hạt sen là hạt còn màng lụa hồng bên ngoài, phơi khô được gọi là liên nhục. Quả sen là quả già phơi khô còn gọi là liên thạch. Tâm sen là chồi mầm phơi khô được gọi là liên tâm. Tua sen là nhị hoa còn gọi là liên tu. Lá sen hái vào mùa hè và mùa thu còn gọi là liên diệp. Ngoài ra, người ta còn dùng gương sen là đế hoa, gọi là liên phòng, ngó sen là thân rễ còn gọi là liên ngẫu. Thành phần hóa học. Hạt có thành phần chính là tinh bột.
Hạt sen thường dùng nấu chè ăn hoặc là mứt sen. Y học cổ truyền dùng hạt sen làm thuốc bổ tỳ, thuốc chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ, di tinh, tiểu lỏng đi ngày dùng 30 gram. Tâm sen làm thuốc an thần, chữa mất ngủ ngày dùng 5 gram. Lá sen có tác dụng như tâm sen, ngoài ra, còn dùng làm thuốc cầm máu, ngày dùng 20 gram. Gương sen, tua sen dùng làm thuốc cầm máu, chữa di mộng tinh. Hoài sơn. Đặc điểm thực vật và phân bố. Dây leo thân cuốn sẳng phải, thân dễ phình to lên thành củ ăn sâu xuống đất khó đào, củ hình chày, dài có thể đến 1 mét, có nhiều rễ con, mặt ngoài có nhiều xám nâu, bên trong có bột màu trắng, phần trên mặt đất ở kẽ lá thỉnh thoảng có những củ con nhỏ. Lá mọc đối, đôi khi mọc so le, lá đơn, nhẵn, hình tim, đầu nhọn, có 5 đến 7 gân chính. Hoa mọc thành bông, trục bông khúc khuỷu mang nhiều hoa. Hoa đực và hoa cái khác gốc. Bào hoa 6, dài bằng nhau, nhị 6. Hoa cái mọc thành bông, quả nang có 3 cánh. Cây mọc hoang ở rừng, nhân dân vẫn đào lấy củ ăn. Hiện nay được trồng ở nhiều nơi, nhân giống bằng củ. Bộ phận dùng và chế biến, thân rễ. Thành phần hóa học, chủ yếu là tinh bột và chất nhựa. Công dụng. Trong y học cổ truyền dùng làm thuốc bổ tỳ, bổ thận, lị mạn tính, đái đường, đái đêm, di tinh, mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt, đau lưng. Ngày dùng 12 đến 24 gram.